Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Giáo dục cho các chiến sĩ mới nhập ngũ nắm được lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ. Nhiều hội viên nông dân các xã vùng Gò Đồi của huyện Phong Điền đã chuyển đổi thành công nhiều diện tích trồng hoa màu kém sang trồng tràm dược liệu để cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện của thanh niên đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động ngày Chủ nhật xanh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm để giáo dục cho các chiến sĩ mới nhập ngũ nắm được lịch sử truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh qua các thời kỳ, trong hai ngày 30 và 31 tháng 3, Trung đoàn 6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức cho 260 chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 tham quan học tập nhà truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh và di tích lịch sử Chín Hầm. Tại các địa điểm tham quan, các chiến sĩ thân binh đã được tìm hiểu về những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử về quá trình chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang tỉnh, của quân và dân Thừa Thiên Huế trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế và trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua tìm hiểu, các chiến sĩ mới cũng được hiểu hơn về truyền thống hào hùng bất khuất của dân tộc ta trong các cuộc đấu tranh để giải phóng dân tộc. Cùng với đó là ý chí, bản chất kiên cường của các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương của mình, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để mang lại độc lập tự do cho Tổ quốc và sự bình yên cho nhân dân. Để từ đó xây dựng vun đúc cho các em lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ra sức phấn đấu học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Những chiến sĩ mới của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã có chuyến đi tìm hiểu lịch sử truyền thống để hiểu rõ hơn truyền thống anh hùng của Bộ đội Cụ Hồ, học tập trở thành người chiến sĩ có đủ bản lĩnh chính trị và trách nhiệm với xã hội. Sau khi tổ chức dân hoa dân hương tại phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, 115 chiến sĩ mới tham quan phòng truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh. Với những tư liệu hình ảnh, hiện vật lịch sử ghi lại quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã để lại nhiều cảm xúc cho chiến sĩ mới. Chúng tôi đã được dân hương, dân hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan phòng truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh, xem qua các hiện vật tranh ảnh đã giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những chiến công của quân đội nhân dân nói chung và Bộ đội Biên phòng nói riêng. Năm 2024, tiểu đoàn huấn luyện cơ động tiếp nhận và huấn luyện 115 chiến sĩ mới được tuyển chọn từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định công tác giáo dục chính trị truyền thống cho chiến sĩ mới là một trong những nội dung quan trọng, Đảng ủy, Ban chỉ huy tiểu đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức, qua đó giúp các chiến sĩ mới hình thành nhân cách quân nhân và nâng cao nhận thức trách nhiệm của mình, xây dựng động cơ phấn đấu học tập rèn luyện đúng đắn. Giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao cái vai trò trách nhiệm, hình thành nhân cách quân nhân ngay từ ban đầu, qua đó tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ vươn lên, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ huấn luyện năm 2024. Với nhiều cách làm đổi mới sáng tạo, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho chiến sĩ mới đã mang lại những hiệu quả tích cực. Chiến sĩ mới không chỉ hiểu hơn về truyền thống, những cống hiến hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, mà còn nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng vun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng bản lĩnh, ý chí để các chiến sĩ thấy rõ hơn niềm vinh dự tự hào khi được trở thành người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó ra sức phấn đấu học tập rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống bộ đội Cụ Hồ. Chuyển sang những tin tức kinh tế. Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng CPI quý 1 năm 2024 tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023, dự báo 3 kịch bản làm phạt cho năm 2024. Trên cơ sở tình hình thị trường trong nửa quý 1, đánh giá tình hình thế giới và phân tích các yếu tố tác động tới lạm phát của Việt Nam trong thời gian tới, Tổng cục Thống kê xây dựng 3 kịch bản lạm phát cho năm 2024, tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,6%. Tổng cục Thống kê kiến nghị một số giải pháp kiểm soát lạm phát như Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ, chủ trì chỉ đạo các bộ ban ngành xây dựng và báo cáo các phương án tăng giá các mặt hàng thiết yếu với mức độ tăng và thời điểm cụ thể phù hợp, chủ động đồng bộ thống nhất đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát. Chính phủ, các bộ ngành và địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến giá cả, lạm phát của Việt Nam để có các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm đảm bảo nguồn cung bình ổn giá trong nước.
Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 3 tháng ước đạt 5.259 tỷ đồng, bằng 15,4% kế hoạch, tăng 7,6% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn do Trung ương quản lý 1.047 tỷ đồng, vốn do địa phương quản lý 4.212 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều dự án đã được tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện để tạo động lực phát triển như tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2. Trong năm 2024, dự kiến khởi công mới 9 dự án với tổng số vốn đã giao hơn 605 tỷ đồng. Trong đó có các dự án trọng điểm như quảng trường văn hóa thể thao tỉnh, đường Tổ Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3, tu bổ phục hồi và tôn tạo di tích Điền Cân Chánh. Cũng theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao đến nay đạt hơn 680 tỷ đồng, đạt 11% kế hoạch. Cụ thể, vốn ngân sách địa phương giải ngân gần 420 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch, vốn ngân sách trung ương trong nước giải ngân hơn 172 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 2.610 tỷ đồng, bằng 22% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước quý 1 ước đạt 2.610 tỷ đồng, bằng 22% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 2.423 tỷ đồng, bằng 22% dự toán và tăng 9,2%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 185 tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán và tăng 33%. Thu viện trợ huy động đóng góp 1,8 tỷ đồng, bằng 15,4% dự toán và tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho Cục Thuế là 11.789 tỷ đồng. Không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách trung ương, tăng 18,8% so với dự toán địa phương năm 2023 và tăng 7,2% so với thực hiện thu năm 2023. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Cục Thuế chủ trương bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Ủy ban Nhân dân các cấp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024. Tăng cường công tác chống thất thu, ra soát, khai thác tăng thu đối với các nguồn thu còn tiềm năng và còn thất thu như hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, xây dựng nhà tư nhân, xây dựng vãng lai, đất đai, tài nguyên, cả khoản phí, lệ phí, thu khác ngân sách. Được biết, chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.533 tỷ đồng, bằng 16% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển 700 tỷ đồng, bằng 12% dự toán. Thưa quý vị và các bạn, từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ nhiều hội viên nông dân các xã vùng gò đồi của huyện Phong Điền chuyển đổi thành công nhiều diện tích trồng hoa màu kém sang trồng tràm dược liệu để cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự về hiệu quả mang lại cho người nông dân qua phóng sự sau. Sau khi được tiếp cận nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân 30 triệu đồng, năm 2022, ông Hồ Đức Nam ở thôn Phổ Lại, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đã đưa vào chuyển đổi 2 sào đất trồng hoa màu kém hiệu quả sang trồng tràm dược liệu. Sau 2 năm trồng và chăm sóc, cây tràm dược liệu bắt đầu cho thu hoạch. Nếu chăm sóc tốt, cây tràm sẽ đạt năng suất sản lượng khá cao. Ước tính năng suất đạt 1,5 tấn một sào. Với giá bán hiện nay, bình quân cho thu nhập 3,5 triệu đồng một sào một vụ. Như vậy, với 2 sào tràm sẽ cho thu nhập 14 triệu đồng một năm. Giống tôi đây là cái vay được là cái 30 triệu nhưng mà trồng 2 sào. Cho nên là cái vấn đề là cái 2 sào nhưng mà đã thu hoạch ra được 2 lứa. Mà lứa là cái nói chung là cái bình quân một lứa là một sào là được là khoảng là cái 3 triệu rưỡi. Rồi nếu trong cái giống tràm Úc. Tuy nhiên, hiện nay đầu ra sản phẩm tràm nguyên liệu và giá giảm mạnh khiến cho người trồng tràm dược liệu gặp không ít khó khăn, nhất là những hộ vay vốn từ các cơ sở tín dụng và quỹ hỗ trợ hội nông dân. Người dân ở đây thì vay vốn rồi, mà về chưa làm mà chưa không vẫn bán được, không để có đô ra được thì cũng tương lại với tương góp là vẫn rất một vấn đề rất là khó khăn cho dân. Xã Phong Sơn có diện tích hơn 30 hectare tràm dược liệu với hàng trăm hộ nông dân tham gia. Thông qua nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ hội nông dân năm 2022 trên địa bàn xã Phong Sơn đã có 10 hộ nông dân được tiếp cận nguồn vốn này với tổng số tiền 300 triệu đồng với mức vay 30 triệu đồng một hộ. Qua 2 năm triển khai mô hình tràm dược liệu, bước đầu mang lại hiệu quả khá cao, bình quân cho thu hoạch 7 triệu đồng một sào một năm. Trong bối cảnh đầu ra sản phẩm tràm nguyên liệu gặp nhiều khó khăn, hội nông dân xã Phong Sơn cũng đã kết nối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gân dầu để tìm đầu ra cho bà con nông dân. Quá trình thực hiện mô hình thì cũng có sự hỗ trợ, nhất là hội nông dân xã cũng rất quan tâm tìm đầu ra, tìm điểm thu mua cho bà con, và cũng thông qua hội nông dân thì một số điểm đó ở cả cái
cơ sở nấu dầu tràm như Anh Chiến, rồi Hoa Nén ở Phương Xuân, An Phát, rồi Tiến Dầu, công ty Tiến Dầu Công Thành thu mua cho bà con để đảm bảo cái sản phẩm đầu ra, cho bây giờ bà con trồng ra nhưng mà không bán được thì cũng buông. Thì muốn có thu nhập thì phải cho ra sản phẩm thôi. Tại xã vùng Gò Đồi Phong Xuân, một trong những địa phương có quy hoạch và phát triển vùng nguyên dược liệu khá lớn với diện tích khoảng 100 hecta. Bên cạnh xây dựng các mô hình liên kết sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị cho các loại dược liệu nói chung, chính quyền còn thành lập các hợp tác xã dược liệu nhằm kết nối đầu ra, tạo sự yên tâm cho người nông dân, hướng tới xây dựng và sản xuất vùng nguyên liệu theo hướng bền vững. Hiện nay thì về cái đầu ra của sản phẩm là tương đối khó khăn, thì qua đó được sự giúp đỡ của Đảng ủy cùng các ban thường vụ hội nông dân các cấp, thì các thành viên trong hội nông dân đã chung tay thành lập hợp tác xã dược liệu An Phát nhằm là tìm kiếm cái đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bước đầu thì hợp tác xã đã đầu tư hệ thống chứng cất tinh dầu và đã có sản phẩm để đưa ra thị trường. Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, đến nay hội nông dân các cấp đã giải ngân 27 tỷ đồng cho 79 dự án với 627 hộ nông dân trên toàn tỉnh. Riêng huyện Phong Điền 6 tỷ 750 triệu đồng cho 17 dự án với 167 hộ. Qua đó đã giúp nông dân xây dựng được nhiều mô hình điểm về sản xuất kinh doanh, mô hình liên kết từ người sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, có chứng nhận xuất xứ, có chỉ dẫn địa lý và thương hiệu nông sản, gắn với chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, giải quyết việc làm, góp phần giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả hoạt động cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn cho nông dân. Quý vị và các bạn, từ năm 2019, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động và đã nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng nhân dân. Đến nay, phong trào này đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên liên tục bằng nhiều hình thức linh hoạt tại mỗi cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh. Phong trào được đánh giá góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, một số vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết, số lượng điểm đen ô nhiễm giảm bớt, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao. Có được kết quả này, ngoài sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân thì có đóng góp không nhỏ của tuổi trẻ Thừa Thiên Huế, lực lượng xung kích đi đầu trong các phong trào tình nguyện của thanh niên. Điều đáng hàng tuần, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trở thành hoạt động thường xuyên, nề nếp, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn thể xã hội. Cùng chung ý nghĩa đó, các hoạt động Ngày Chủ Nhật Xanh đã trở thành một hoạt động sinh hoạt đoàn quen thuộc đối với các đoàn viên thanh niên thị đoàn Hương Thủy mỗi dịp cuối tuần. Trong hoạt động lần này, gần 300 đoàn viên thanh niên đủ các thành phần đơn vị trên địa bàn thị xã tham gia dọn vệ sinh môi trường cảnh quan, trồng hoa tại các bồn hoa công cộng và phát quang bụi rậm dọc các tuyến đường từ khu vực trung tâm thành phố về cầu ngói Thanh Toàn. Được góp một phần sức trẻ để mang lại diện mạo mới cho quê hương là niềm tự hào của mỗi một đoàn viên. Là một đoàn viên thanh niên thì em tích cực tham gia các hoạt động Chủ Nhật Xanh do địa phương tổ chức và phần nào tuyên truyền cho bà con nhân dân trong địa bàn của thị xã để tham gia cái hoạt động này để giúp cho môi trường ngày càng xanh sạch sáng hơn. Thông qua Ngày Chủ Nhật Xanh thì chúng em mong rằng có thể lan tỏa được thông điệp đến với mọi người là cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường, góp phần cho việc phát triển khu du lịch sinh thái, giúp cho môi trường trong sạch. Có thể thấy, thông qua phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, nhiều vấn đề về môi trường ở các địa phương trong tỉnh đã phần nào được giải quyết. Nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm đáng kể. Trong đó, quan trọng nhất là nhận thức của mỗi người dân về bảo vệ môi trường đã không ngừng được nâng cao. Để đạt được những hiệu ứng tích cực đó, thì vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên được đánh giá là lực lượng nòng cốt, trọng tâm trong mọi hoạt động về thực hiện đề án Ngày Chủ Nhật Xanh. Em cảm thấy là mình rất là vui và vinh dự khi được góp một phần nhỏ trong việc là xây dựng và bảo vệ môi trường, hưởng ứng ngày Chủ Nhật Xanh, xanh sạch sáng cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó thì bản thân góp một phần trách nhiệm nhỏ trong các cơ quan khối nội chính để giúp cho cuộc sống và giúp cho môi trường ngày càng tươi đẹp và tốt đẹp hơn. Phát huy sức trẻ trong việc cụ thể hóa các phong trào, cuộc vận động trong chuỗi các hoạt động được triển khai tháng thanh niên, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã nhấn mạnh phong trào Chủ Nhật Xanh là hoạt động trọng tâm và xuyên suốt. Trong tháng 3 thanh niên, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện gần 6.000 công trình phần việc với sự tham gia của hơn 59.200 đoàn viên thanh niên, thu gom gần 3.500 tấn rác thải, trồng hơn 12.000 cây xanh. Qua đó, góp phần làm sạch môi trường cảnh quan.
nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lực lượng đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Về các mô hình như 60 phút sạch nhà đẹp ngọt, rồi là bảo vệ dòng sông quê hương, bỏ rác đúng nơi quy định và không vứt rác bừa bãi, và hay là hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa sử dụng một lần. Làm như thế nào để bây giờ chủ nhật xanh chúng ta là đi vào thực chất, như lãnh đạo của tỉnh Thừa Thiên Huế đã quán triệt, để đó là thanh niên cùng tiếp tục làm nòng cốt và bà con nhân dân, để cho ngày phong trào ngày chủ nhật xanh là được triển khai không chỉ vào ngày của tuần mà từng ngày từng giờ và trên tất cả các địa phương của trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bằng những hành động thiết thực, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đang nỗ lực cùng với các cấp ngành đưa các phong trào cuộc vận động đi sâu vào đời sống thường nhật, từng bước nâng cao nhận thức của nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường, làm cho Huế ngày càng xanh, sạch, sáng hơn. Phần cuối chương trình là những tin tức về giáo dục thể thao. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bảng hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ, thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh là học sinh đang học lớp 12, thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành ra soát và xác nhận theo thời hạn đăng ký dự thi quy định, trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang học in phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận nhân thân thí sinh. Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1 và phiếu số 2. Thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì, phiếu số 1 và phiếu số 2, rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi, kèm theo bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hai mặt. Sáng nay, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ khai mạc chương trình Ngày hội Đoàn viên năm 2024. Ngày hội đoàn viên năm nay quy tụ hơn 600 vận động viên, đoàn viên thanh niên và cả cổ động viên của 35 đội thi đến từ 40 đơn vị trong tổng số 51 tổ chức cơ sở đoàn trong toàn khối. Các đơn vị đã cùng nhau tranh tài với 3 nội dung thi đấu là kéo co, nhảy bao bổ tiếp sức và đua xe đạp chậm nam nữ. Ngày hội đoàn viên năm 2024 là sân chơi cho cán bộ đoàn viên thanh niên góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các đoàn viên thanh niên trong khối, đồng thời tạo cơ hội để các đơn vị giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và thắt chặt tình đoàn kết với các cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối, cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng nay tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, câu lạc bộ Huế Runner phối hợp với Laguna Lăng Cô và công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế Huế Waco tổ chức hoạt động chạy vì những ngôi trường xanh năm 2024. Hoạt động chạy vì những ngôi trường xanh năm 2024 được tổ chức với 3 cự ly là 5 km, 10 km và 21 km, với sự tham gia khoảng 200 vận động viên là thành viên của câu lạc bộ Huế Runners, các em học sinh, giáo viên và nhân viên của Laguna Lango. Và cái mục đích của hoạt động này là nhằm bảo vệ môi trường và đem lại những cái ngôi trường, những cái xanh bóng mát cho những ngôi trường. Các vận động viên xuất phát từ trường trung học cơ sở Lang Cô và chạy bao quanh đầm Lập An, nằm dưới chân đèo Phủ Gia, được bao bọc bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ và một bên là khu đô thị ven bờ Vịnh Lang Cô, được công nhận là một trong các vịnh đẹp thế giới. Theo các vận động viên, đây là cung đường chạy lý tưởng với thời tiết mát mẻ trong lành. Và hôm nay thì cũng rất là may mắn mình được chạy về cái cung đường của Lang Cô và mình thấy cung đường này rất là đẹp, rất là sạch, và mình cũng mong muốn là lan tỏa nhiều, chia sẻ nhiều cái cung đường này cho rất là nhiều người khác để họ biết đến cái hoạt động gọi là tăng cường thể dục thể thao, tăng cường hoạt động lành mạnh. Kết thúc hoạt động chạy, câu lạc bộ Huế Runner cùng các vận động viên và giáo viên học sinh tổ chức trồng cả cây xanh trong khuôn viên của trường trung học cơ sở thị trấn Lang Cô. Và cũng qua cái thông điệp này cũng mong muốn là rất là nhiều người anh em doanh nhân cũng như là những người yêu môi trường, yêu chạy bộ gia tăng cái hoạt động này để nhiều cái trường học được có cái xanh cho cái môi trường nó tốt hơn. Hoạt động chạy vì những ngôi trường xanh 2024 sẽ trao tặng hơn 1.000 cây bàng Đài Loan cho 44 trường học trên địa bàn các huyện Phú Lộc, Nam Đông và thành phố Đà Nẵng. Sau 3 năm tổ chức, hoạt động này đã trao tặng tổng cộng hơn 4.000 cây bàng Đài Loan cho 150 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và cả tỉnh lân cận. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.